Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, ông bà ta quan niệm rằng tháng 7 là tháng xá tội cho những vong nhân, tháng mà những vong linh sẽ đến để được cứu đói thông qua những mâm cỗ cúng. Do đó, mâm cúng rằm tháng 7 cần được chuẩn bị một cách trang nghiêm và chu đáo nhất ở mọi khía cạnh để tránh sức ma quỷ vào nhà và có thể mang lại bình an cho cả nhà trong tháng này và những tháng tiếp theo. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn mắc phải một số lỗi lớn trong việc chuẩn bị mâm cúng cô hồn, dẫn đến sai lầm làm cho ma quỷ lại càng quấy nhiễu và gây ra nhiều chuyện phiền toái, đen đủi hơn nữa. Vậy đó là lỗi lầm gì mà nghiêm trọng đến vậy? Hãy cùng kênh Phong thủy May mắn khám phá trong chương trình ngày hôm nay để có thể giải đáp thắc mắc của mọi người. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy May mắn chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Quý vị thân mến, cúng cô hồn được hiểu là nghi lễ cúng cho những linh hồn chết oan, sống lang thang, không nơi nương tựa, những linh hồn chưa được siêu thoát, vẫn còn vất vưởng trên thế gian. Đây được xem là một nghi thức có từ lâu đời và gắn liền với văn hóa thờ cúng của người Việt. Theo tín ngưỡng của người Việt nói riêng và người Đông Nam Á nói chung, con người có hai phần là phần xác và phần hồn. Khi sống, hồn và xác hòa hợp làm một. Nhưng khi chết đi thì hồn sẽ rời khỏi xác. Phần xác sẽ bị phân hủy, còn phần hồn luôn luôn tồn tại. Trong đó, có người được đầu thai sang kiếp khác, có người lại bị đẩy xuống địa ngục, thậm chí là làm quỷ đói và quấy nhiễu trên dương thế. Cúng cô hồn có nguồn gốc bắt nguồn từ Trung Quốc. Truyền thuyết dân gian Trung Quốc cho rằng từ mùng 2 tháng 7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh bắt đầu mở cửa quỷ môn quan để cho ma quỷ được trở lại trần gian. Đến ngày 15 tháng 7 thì đóng cửa nên các vong hồn ma quỷ phải trở lại địa ngục. Cúng cô hồn có ý nghĩa an ủi phần nào cho những linh hồn khốn khổ của những người chết oan, sống lang thang, không nơi nương tựa, không người thờ phụng, để họ được hưởng hương hoa, đồ thờ cúng khi ở trần gian. Bên cạnh đó, những nghi thức cúng cô hồn còn nhằm xua đi vận hạn, đẩy những xui xẻo, mang về bình an cho bản thân và gia chủ. Mâm cúng cô hồn, cúng chúng sinh là thể hiện lòng từ bi của người trần đối với những linh hồn vất vưởng, lai vãng ở cõi trần, không có nơi nương tựa. Lễ cúng này thường được đặt ngoài trời, trước cửa mỗi gia đình vào chiều tối. Khi cúng phải đặt lễ trước nhà, không nên đặt trong nhà bởi đây là điều cấm kỵ. Điều đặc biệt lưu tâm khi chuẩn bị mâm cúng chúng sinh đó sẽ là không có món mặn. Vì món mặn sẽ khơi dậy lòng tham, sân, si của những vong hồn. Trong mâm cúng chỉ nên có những món ăn chay điển hình như thứ nhất là 5 loại hoa quả theo mùa. Thứ hai, có loại bánh kẹo như bim bim, bánh gạo, kẹo, thạch, bằng ngô, bằng gạo. Thứ ba, 12 bát con cháo trắng nấu loãng. Thứ tư, quần áo chúng sinh bằng giấy, khoảng 20 bộ. Thứ năm, tiền vàng. Khi giải tiền vàng ra mâm cúng phải đặt theo 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Thứ sáu, trầu cau. Thứ bảy, 3 ly nhỏ nước lọc. Thứ tám, 3 nén hương và 2 ngọn nến nhỏ. Thứ chín, 1 đĩa gạo. Thứ 10, 1 đĩa muối trắng. 11, 12 cục đường thẻ. 12, khoai lang luộc, ngô luộc, sắn luộc. 13, hoa hồng hoặc hoa cúc, thường cắm số bông lẻ như 3, 5, 7. Cúng cô hồn thắp mấy cây nhang. Trong việc thờ cúng của người Việt, số lượng cây nhang có ý nghĩa đặc biệt. Đối với mỗi nghi thức, mọi người cần sử dụng số lượng nhang khác nhau, từ đó đảm bảo gửi gắm lòng thành cũng như mong muốn của người thực hiện nghi lễ, đồng thời giúp mọi việc được thuận lợi, hành thông nhất. Trong nghi lễ này, tiền vàng, giấy mã sẽ được giải ra mâm cúng và được giải theo 4 hướng, đông, tây, nam, bắc. Mỗi hướng như vậy mọi người sẽ cắm từ 1, 3, 5 hoặc 7 cây nhang. Tùy vào mâm to hay nhỏ, hãy lựa chọn số lượng nhang như trên.
Số lượng nhang được nhiều người lựa chọn nhất khi cúng cô hồn là 3 cây. Đặc biệt, chúng sẽ được cắm ở mâm có chứa gạo, tiền và vàng mã. Thời gian phù hợp nhất để thực hiện cúng cô hồn. Tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch. Như vậy, tháng cô hồn năm 2020 tính theo dương lịch là từ ngày 19 tháng 8, tức ngày 1 tháng 7 âm lịch, đến hết ngày 16 tháng 9, tức ngày 29 tháng 7 âm lịch. Ngày rằm tháng 7 trong năm 2020 rơi vào thứ tư, ngày 2 tháng 9 dương lịch. Thông thường, rằm sẽ là ngày 15 âm lịch hàng tháng và cúng rằm cũng sẽ diễn ra đúng vào ngày này. Tuy nhiên, trên thực tế lễ cúng rằm tháng 7 âm lịch sẽ không cùng đúng ngày 15 tháng 7 mà sẽ thường diễn ra từ ngày 2 đến 14 và không cần xem ngày tốt hay ngày xấu. Người xưa vẫn thường quan niệm từ ngày 2 đến ngày 14 tháng 7 âm lịch sẽ là thời điểm mà Diêm Vương cho mở quỷ môn quan để các vong hồn được về dương giới và thọ hưởng những lễ vật mà dân cúng tế. Còn ngày 15 tháng 7 sẽ là ngày giới hạn của kỳ mở cửa nên người âm sẽ rất khó để trở về hay không thể nhận được đồ thờ cúng. Do đó, người dân thường có thói quen cúng rằm tháng 7 trước và thói quen này hình thành từ đời này sang đời khác. Theo các chuyên gia tâm linh, thời gian cúng cô hồn có thể chọn trong ngày 14 tháng 7 và trước 23 giờ đêm. Nghi lễ cúng cô hồn thường được thực hiện trong khoảng thời gian cửa quỷ môn quan mở. Từ đó, gửi tới những linh hồn vất vưởng một chút cơm ăn, áo mặc. Điều này sẽ giúp gia chủ giải đen và gặp được nhiều may mắn, bình an trong cuộc sống cũng như công việc của mình. Khi cúng cô hồn, cần lưu ý điều gì? Thứ nhất, cháo loãng là món không thể thiếu trên mâm cỗ cúng cô hồn. Bởi theo quan niệm, món cháo loãng dành cho những linh hồn bị đày đọa phải mang một thực quản nhỏ hẹp, không thể nuốt được thức ăn thông thường. Thứ hai, không nên cúng xôi, gà, heo. Chỉ cúng cô hồn bằng các món chay, không cúng đồ mặn vì sẽ khơi dậy tham, sân, si. Thứ ba, thời điểm thích hợp nhất để cúng cô hồn thường vào buổi chiều tối. Theo quan niệm, vào thời điểm đó ánh sáng yếu, các cô hồn dễ dàng hoạt động, nhanh nhạy hơn. Nếu cúng ban ngày, ánh sáng dương khí mạnh thì các vong hồn sẽ bị suy yếu, dễ bị đốt cháy. Thứ tư, bày lễ và cúng ngoài trời hoặc trước cửa chính ngôi nhà. Gia chủ có thể đọc các bài văn cúng hoặc khấn nôm theo tâm nguyện. Khi kết thúc lễ cúng chúng sinh, gạo và muối sẽ được tung ra hai bên cổng, còn vàng mã sẽ được hóa, đốt cháy. Thứ năm, khi cúng không nên yêu cầu gì mà chỉ thành tâm gửi hương hoa, trà quả, lấy lộc cho các cô hồn. Thứ sáu, không nên để trẻ con, phụ nữ mang thai và người già lại gần khi cúng cô hồn vì sẽ bị cô hồn trêu chọc, quấy rối. Thứ bảy, không nên ăn đồ cúng cô hồn, không đem đồ cúng vào nhà. Nếu không ai giành giật thì cho những người khác dùng, không nên bỏ đi, sẽ hoang phí và mang tội. Thứ tám, không nên đứng ngay cửa ra vào vì sẽ chắn lối đi của cô hồn. Cô hồn không có đường vào để hưởng thụ lễ vật đồ cúng cô hồn. Thứ 9, nếu thực hiện cúng chúng sinh ở nhà thì khi tung gạo, muối sau khi cúng xong, bạn nên đứng trong nhà và giải từ trong ra ngoài. Tuyệt đối không được tung ngược lại, bởi theo quan niệm dân gian thì hành động này sẽ rước các vong hồn vất vưởng vào nhà. Quý vị thân mến, bên cạnh việc lưu ý trong việc chuẩn bị mâm cúng cô hồn thì bạn cũng nên chú ý đến các việc bạn làm trong tháng 7 cô hồn để không phạm phải lỗi mà rước ma quỷ vào nhà, quấy nhiễu bản thân và người thân trong gia đình. Quý vị hãy cùng tìm hiểu xem đó là những điều gì trong phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, vào những ngày này không được nhổ lông chân vì theo như lời ông bà truyền lại thì một sợi lông chân quản ba con quỷ, nên ma quỷ sẽ không dám đến gần những người có nhiều lông chân. Thứ hai, tuyệt đối không treo chuông gió ở đầu giường ngủ vì ma quỷ sẽ bị thu hút bởi tiếng leng keng của chuông gió. Chúng sẽ xâm nhập vào cơ thể khi con người ngủ. Thứ ba, những người yếu bóng vía nên tránh đi chơi đêm, nếu không, điều không may sẽ xảy ra. Thứ tư, không đốt vàng mã, giấy tiền tùy tiện, việc này sẽ làm cho ma quỷ bu đến. Thứ năm, khi cúng cô hồn, không được ăn vụng, bởi đó là đồ dành cho ma quỷ, sẽ rước tai họa vào người nếu như chưa cúng và cầu xin mà đã lấy ăn. Thứ sáu, vào ban đêm, không được phơi quần áo, ma quỷ trông thấy sẽ mượn và trong các quần áo ấy sẽ có quỷ khí. Thứ bảy, khi đi chơi đêm, không nên gọi tên của nhau, ma quỷ sẽ ghi nhớ những cái tên được gọi, đó là một điểm cờ.
Thứ 8, không nên xuống nước bơi lội, ma quỷ sẽ đùa giỡn với bạn. Không cẩn thận, chúng sẽ làm trẹo chân của bạn. Thứ 9, không chơi trò hù dọa, làm cho người khác giật mình, hồn bay phách lạc, sẽ dễ bị ma quỷ nhập vào người. Thứ 10, cây đa là nơi hội tụ rất nhiều âm khí, là nơi mà ma quỷ rất ưa thích, tuyệt đối kiêng kỵ không ngồi, trốn, nằm hay trèo lên đó. 11. Nên ngủ đúng giờ giấc quy định, thức khuya sẽ làm cho tinh thần suy nhược, rất dễ nhiễm quỷ khí. 12. Những góc đường tối tăm là nơi ma quỷ thường hay tụ tập nghỉ ngơi, không nên đến gần những nơi như vậy. 13. Không nhặt tiền vàng mã rơi trên đường, vì có thể đó chính là tiền mà người ta sử dụng để mua chuộc quỷ đầu trâu mặt ngựa. Nếu nhặt, sẽ gặp tai họa vào thân. 14. Khi đi tới những khu vực vắng vẻ, nếu có cảm giác có ai đó gọi tên mình hoặc là bị đi theo thì không nên ngoái đầu lại, rất có thể là ma quỷ đang trêu chọc mình. 15. Lúc đi ngủ, không nên để dép hướng phần mũi về phía giường, như vậy ma quỷ sẽ nhìn thấy, chúng biết có người sống đang nằm trên giường và sẽ lên giường để ngủ cùng với bạn. 16. Không được cắm đũa đứng chính giữa chén cơm, vì đó giống như kiểu thắp nhang, sẽ dẫn dụ ma quỷ vào nhà ăn chung với bạn. 17. Trong thời gian tháng 7 âm lịch này, không nên ở một mình, sẽ rất dễ bị ma quỷ quấy phá. 18. Vào ban đêm, không nên chụp ảnh, vì ma quỷ luôn lảng vảng xung quanh đó, sẽ vô tình chụp trúng chúng, là điều không tốt. Hy vọng những thông tin mà kênh Phong Thủy May Mắn chia sẻ trên đây sẽ giúp các bạn biết thêm được những điều kiêng kỵ cần tránh trong tháng cô hồn để tránh rước họa vào thân, hút tài lộc và may mắn vào nhà. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.